Mình lịch thi thì có rồi đấy em nha, để ý cho thầy một chút. Danh sách thi thì chưa có đâu, nốt ngày hôm nay thì sẽ có. Em để ý AP ở trong cái link Google Drive ấy, nó sẽ có danh sách thi. Hình như là để thầy check lại xem là lớp mình có danh sách sách thi chưa nha. Còn lịch thi thì có rồi. Ô đâu rồi? Lịch thi đâu nhỉ? Summer ở đây là blog này rồi. Chưa đào ở mấy này. Thứ hai tuần sau em. Bắt đầu từ ngày 16. Đợi thầy một phút, thầy check lại cho. Lớp mình là lớp 08. Ở đây em, lịch thi của mình vào ngày 16, 18 và 20. 16, 18 và 20. Ca thi là số 5. Danh sách thi thì chưa có. Có thì đã có danh sách ở đây rồi. Chú ý theo dõi ở trên hệ thống. Và bao giờ có danh sách thi thì thầy sẽ gửi trên AP ấy. À xin lỗi, gửi trên Classroom, gửi trên Zalo chứ, cho nó nhanh. Để các em theo dõi luôn. Còn các em cũng phải thường xuyên theo dõi để nắm được là mình thi vào ngày nào. Tránh trường hợp là chúng ta không để ý, chúng ta nhầm ngày. Có bạn nhầm ngày như thế rồi đấy. Lịch thi thì là buổi đầu, ông ấy lại lóp ngóp, ông ấy vào vào thi hôm cuối cùng. Thế là bị không được chấp nhận thôi, thế là toi rồi. Nên để ý thời gian cho thầy nhé. Bây giờ thầy sẽ điểm danh lớp này. Thầy điểm danh này, Nguyễn Duy Việt Anh, Có Phan Đức Việt Anh, Phan Đức Việt Anh, Công Bừng, Văn Chất, Quang Chiến, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, Vắng, Hải Đăng, Tiến Đạt, Minh Dũng, Văn Giảng, Tuấn Hải, Vắng, Trung Hiệp, Văn Hiếu, Quang Huy, Đình Khải, Tuấn Minh, Vắng, Hoàng Văn Minh, Văn Minh, Vắng, Phương Nam, Quốc Nghĩa, Văn Quyết, Ngọc Quỳnh, Trường Sơn, Vắng, Chí Thành, Quang Thiết, Văn Thuận, Thành Trà, Thành Trung, Nhật Trường, Anh Tuấn và Xuân Vũ. Rồi, cảm ơn các em. Vậy là lớp mình Hoàng Văn Minh, em có thầy ơi, Hoàng Văn Minh đâu rồi? Rồi, ok rồi em. Vậy là lớp mình hôm nay vắng bạn là Quỳnh Chi này, Tuấn Hải này, Tuấn Minh này và Trường Sơn. Với buổi cuối cùng và danh sách điểm danh thế này thì lớp mình xem bạn nào bị cấm thi nào. Xem bạn nào bị cấm thi nào. À, lớp mình có những bạn sau sẽ không được thi này.
bạn Đình Tuấn Minh này. Hết rồi. Thế là 32 bạn thi. Thế thì có thể đoán được danh sách rồi. 32 bạn thi thì 32 bạn à, chia ra thì sẽ là 10, 11, 11, 10. Thì danh sách thi của chúng ta chắc chắn K1 nó sẽ là những bạn sau này. Buổi thi thứ nhất chắc là bạn sẽ bạn những bạn sau này: Minh Dũng này, Đức Mạnh này, Nguyễn Duy Việt Anh này, Quốc Nghĩa này, Lưu Anh Tuấn này, Phan Đức Việt Anh này, Phạm Văn Quyết này, Đình Khải này, Trà My này, và Nhật Trường và Thành Trà. Đấy, khả năng cao là đến chắc đến 90% là 11 bạn này sẽ thi đầu tiên, hôm đầu tiên. Nên các em để ý nha. Buổi ngày hôm nay thì cũng không còn nội dung gì nữa cả. Buổi ngày hôm nay thứ hai thi luôn, đúng rồi, thứ hai tuần sau thi luôn K5, ngày 16, ngày 18 và ngày 20. Giải quyết trọn vẹn trong tuần sau. Để ý lịch thi cẩn thận nha. Lớp mình thì thầy ơi thì em chuẩn bị cho thầy, chuẩn bị tốt cho thầy hai cam nữa. Có nghĩa là một cam trên máy tính và một cái điện thoại. Cứ chuẩn bị tốt cho thầy vấn đề đấy đi. Còn có vấn đề gì phát sinh thì mình tính sau. Thông thường nhá thì thầy chỉ yêu cầu một cam, nhưng thầy phát hiện ra một số các cái vấn đề gian lận rồi, cho nên là blog này các em chuẩn bị hai cam cho thầy để dự phòng các tình huống bất chắc. Nên em tưởng sắp xếp theo mã, không phải sắp xếp theo mã sinh viên, em sắp xếp theo danh sách lớp, theo danh sách mà được công bố ở trên AP này này, thầy vừa đọc xong ấy, chắc chắn là danh sách đấy thôi chứ không có danh sách nào khác đâu. Cùng Minh Dũng cho đến Minh Dũng, Đức Mạnh, Việt Anh, Quốc Nghĩa, Anh Tuấn, Phan Đức Việt Anh, Văn Quyết, Hình Khải, My, Nhật Trường, Thành Trà. Chắc chắn nếu không có gì biến động, đấy là những bạn sẽ được thi ở cái buổi 1, buổi đầu tiên. Nên thu xếp cẩn thận vào. Sạc pin các thứ cẩn thận vào, mạng biết thì đăng ký 4G, 3G gì đi để dành cho đúng cái buổi thi ấy thôi. Để phòng trường hợp mất điện, mất mạng gì đấy. Mất điện, mất mạng thì các em phải feedback với thầy ngay. Tuy nhiên là cố gắng đừng, đấy là cái nguyên nhân khách quan thôi, nhưng mà cố gắng mình tìm cái phương án khắc phục để tránh cái trường hợp mà các em lọt đọt, các em rơi vào cái vấn đề là bị gì ạ, thi đợt sau. Mà đợt sau không biết đợt nào đâu, không phải thi cùng với lớp mình, không phải thầy tổ chức thi đâu, mà phòng đào tạo tổ chức thi. Họ xếp chúng ta vào một cái đợt gom, có thể là chỉ có vài bạn thi thôi. Những cái đợt đấy có thể cách đây sau khoảng cả tháng trời, lúc đấy kiến thức thì có thể rơi hết rồi. Cho nên là cố gắng chuẩn bị cho thầy là pin laptop nó đầy một chút. Rồi 3G, 4G là đăng ký cẩn thận đi. Chúng ta chỉ làm việc với nhau trong vòng khoảng độ hơn tiếng thôi. Cố gắng với vấn đề đấy, tránh cái trường hợp là chúng ta phải thi vào đợt sau. Từ trước đến giờ thì trong các cái lớp mà thầy dạy thì ít khi có bạn nào dính phải thi đợt sau do sự cố về điện và mạng lắm. Các bạn chuẩn bị tương đối là tốt, mất điện hay là mất mạng thì các bạn đều có phương án dự phòng hết. Đấy là một số các điều thầy dặn trước này, chuẩn bị cả thẻ sinh viên các thứ nữa nha. Các em thi nhiều thì chắc cũng biết điều đấy rồi, chuẩn bị cả thẻ sinh viên này, rồi vị trí ngồi làm sao cho nó ổn định. Vào thi thì cho đúng giờ. Vũ tắt mic đi em. Vào thi thì cho đúng giờ, muộn giờ là cẩn thận đấy nha. Thì đó là một số cái điều thầy nhắc trước. Đến khi mà buổi thi thì thầy sẽ thông báo trên Zalo ấy, để những cái bạn nào mà trong buổi thi hôm đấy thì sẽ nhận đề trên Classroom. Sau đó là vào thi đúng giờ, bật cam, bật mic, bật cam, chia sẻ màn hình lên, các thứ đầy đủ. Cái vấn đề thì chúng ta tuần sau chúng ta mới triển khai cơ. Còn bây giờ ấy, thì các em ôn tập với cái nội dung hôm trước thầy cho các em ôn tập và cố gắng bấm giờ cho thầy. Nếu như xem là chúng ta làm với cái đề đấy, chúng ta phải biết chọn lọc mà làm. Cái mục tiêu điểm 10 chúng ta đặt sau đi, chúng ta đặt mục tiêu điểm 5 trước, điểm 10 sau. Chúng ta làm thế nào ấy để đạt điểm 5 trước. Ba rem điểm thì hôm trước thầy cũng nói qua rồi đấy. Từ cái phần tạo cơ sở dữ liệu đến phần xóa thì chúng ta làm như vậy là được 4 điểm. Phần thêm mới và phần cập nhật nó là chiếm 6 điểm cơ. Nên làm cẩn thận. Cái phần upload hình mà chưa làm được có thể là gì? Upload hình ở dạng đường dẫn text thôi. Còn lại là cái phần upload đấy chúng ta tính sau. Chứ đừng miên man vào cái phần upload hình đó mà làm cho cái bài của chúng ta ấy.
nó có vấn đề. Nhớ nha. Đấy là một số các cái nội dung mà các em cần lưu ý. Nhớ là vào lớp đúng giờ đấy nha. Đừng vào muộn. Rồi, còn sau đây các em thời gian các em ôn tập thì các em nên tự chủ ôn tập thôi. Còn bây giờ thầy sẽ chấm assessment giai đoạn 2. Các em chỉ việc sâu bài lên, chiếu bài lên. Sau đó là thầy xem kiểm tra chức năng các em hoạt động như thế nào thôi. Rồi sau khi sẽ sâu xong ấy thì ôn ngồi ôn tập cho nó tốt. Bây giờ bạn nào chấm trước thì bạn ấy giơ tay lên cho thầy, thầy sẽ gọi theo thứ tự đấy. Còn nếu bạn nào không giơ tay, thầy sẽ gọi theo danh sách lớp nha. Chúng ta chỉ còn một phần đấy nữa thôi. Thầy thấy trong lớp mình có khoảng 10 bạn chưa nộp bài assessment giai đoạn 2. Sau cái buổi học ngày hôm nay, những cái bạn đấy mà không cải thiện điểm trong buổi học này thì kể cả nộp muộn đi chăng nữa, thầy cũng không chấp nhận. Và điểm không ngay lập tức, bởi vì sau buổi học này thầy phải gửi điểm lên rồi. Cho nên là không còn thời gian mà thầy cải thiện điểm cho các em nữa đâu. Nên bạn nào mà chưa nộp ấy thì nộp lên trên đấy và chấm luôn ở trên này đi cho thầy. Ôi dồi ôi, ông Việt Anh ơi, là ông Việt Anh, ông học xếp hết môn rồi, ông còn hỏi cái câu đấy. Chẳng lẽ lại cho ăn mắng bây giờ. Không nộp lên Classroom thì giai đoạn 1, rồi các bài lab em nộp ở đâu đấy? Bài thi... cái gì đấy? Em chưa nộp. Có sao em ơi, sao to đùng. Nếu mà em không nộp ấy thì tạm thời thầy đang để con không. Nếu như lát nữa có bài chấm ở đấy thì thầy sẽ cải thiện điểm cho để ít nhất điểm nó khác con không. Bài SM nó 10% lận đấy các ông ạ. Rồi bây giờ thầy chấm nha. Mời bạn hết thời gian. LMS ở đâu đấy? LMS là bài quiz. Mấy ông đã bị loạn à? Classroom cũng hết hạn rồi, hết từ hôm qua rồi. Rồi, mời bạn đầu tiên, bạn Đình Khải nào. Chiếu màn hình lên cho thầy. Rồi, chạy bài thôi. Phần này rồi, phần này rồi. Mấy cái phần này giai đoạn 1, giai đoạn 2 là... Rồi, đúng rồi. Kích vào chi tiết thì xem nào. Rồi, nhập thông tin để... Thôi được rồi, đấy. Thế thôi, không cần. Thầy chỉ xem một cái là thầy biết em hiển thị được tốt rồi. Đó, kích vào đi em. Rồi sau đó là đặt hàng thì xem nào. Rồi cho thầy. Rồi tốt. Cảm ơn em. Dừng lại được rồi em. Rồi cảm ơn Khải. Bài bạn Khải rất là tốt. Mời bạn tiếp theo là bạn Xuân Vũ. Chạy cho thầy thôi, thầy không cần xem code đâu. Code thầy xem ở trên Classroom rồi. Rồi em cứ chạy xong đặt hàng đi. Không có link để order lại link thế này à? À, đợi thêm một xíu nha. À từ từ, Khải ơi, lúc đấy lát Khải chiếu lại bài cho thầy một chút nha. À, em bật cho thầy cái trang kia nào. Cái trang người dùng cuối ấy. Kìa, còn sẵn kìa, sao lại bật ở đây? Đã bật sẵn từ nãy giờ rồi. Rồi, có tìm kiếm sản phẩm không em? Không có à? Thầy thấy rồi, không có thì thôi. Rồi, ok, cảm ơn Xuân Vũ, được rồi em. Mời bạn tiếp theo là bạn Khải chiếu lại cho thầy một chút.
chức năng tìm kiếm em nhỉ? Ok, tốt rồi. Ừ, cảm ơn em xong rồi. Lúc ấy thầy quên không xem chức năng này của em. Rồi, mời bạn tiếp theo, bạn Phương Nam nào. Không cần bật mic đâu. Rồi, chạy đi em. Rồi, đây là... Rồi, xem chi tiết sản phẩm này em. Rồi. Rồi. Rồi, tốt. Rồi, xem đặt hàng đi em. Để thầy xem đơn hàng ở trong đó. Rồi, ok, cảm ơn Nam, tốt rồi. Rồi, mời bạn tiếp theo, bạn Trung Hiệp. Ừ, rồi, lọc theo danh mục tìm cho thầy xem nào. Ừ, tốt, xem chi tiết này. Rồi, tốt, mua hàng đi em. Mua, mua đi. Rồi. Cái này em chưa làm xong rồi ạ. À, ok, cảm ơn Trung Hiệp. Ừ, được rồi em. Rồi, mời bạn tiếp theo, anh Tuấn. Lưu Anh Tuấn. Dạ đi ạ. Bài em còn thiếu hơi nhiều thôi ạ. Cứ chéo lên. Đây, bài em chỉ làm như này. Ừ. Tìm kiếm sản phẩm. Có tìm kiếm. Có. Rồi, có lọc. Nhưng mà... theo danh mục chị em lọc có. Ừ, chi tiết thì xem nào. Chi tiết em vẫn chưa làm được tại tại của em làm nó linh tinh ấy. Ừ, tại code của em nó bị lỗi. Thế áp vào giỏ hàng để lưu được đơn hàng rồi chưa? Phần i6 em cũng chưa làm ạ. À, dạ rồi. Em chỉ làm đến đây được. Ừ, ok, cảm ơn em, được rồi. Rồi, mời bạn tiếp theo và Văn Thuận nào. Chạy đi em. Có trang chủ mà, có phải trang quản trị đâu. Đó, tìm kiếm nào em, thử tìm kiếm đi xem nào. Rồi, vào có lọc theo sản phẩm chưa em? Cái trang này trước em bị lỗi nên em làm thời gian ngắn quá nên chưa làm được cái đó. Ừ, chi tiết sản phẩm đấy xem nào. Rồi đặt hàng đi em. Rồi xem quản trị nào em. Trang quản trị xem có đơn hàng không đấy chưa. Rồi, ok, cảm ơn em. Mời bạn tiếp theo Nhật Trường nào. Chạy đi em. Có tìm kiếm chưa em? Có tìm kiếm chưa? Ừ, tìm đi. Rồi. Có lọc theo danh mục chưa em? Có ạ. Ừ, chi tiết đi em. Chi tiết đây này. Ừ, đặt hàng đi em. Rồi, thầy xem bên ấy nào, bên quản trị nào. Đây ạ. Rồi, ok, cảm ơn em.
Rồi, mời bạn tiếp theo, bạn Hải Đăng nào. Trường ơi, ok rồi, tắt mic đi. Bật bật trang quản rồi. Có lọc theo sản phẩm chưa? À, lọc theo danh mục chưa? Có thì không cần bật mic, cứ kích vào cho thầy thôi để xem chức năng. Rồi, tìm kiếm. Tìm kiếm không có gì. Tìm kiếm con chưa làm. Rồi, ok. Chi tiết thì xem nào. Rồi, đặt hàng đi em. Rồi, đặt đi. Rồi, ok. Xem phần quản trị. Rồi, ok, được rồi, tốt rồi em. Mời bạn tiếp theo, bạn Quốc Nghĩa. Rồi, kích cho thầy lọc theo danh mục này. Rồi, tốt, tìm kiếm rồi em. Sao ra cả bút à? Rồi, kích vào chi tiết sản phẩm này xem. Rồi, mua hàng đi em. Rồi, trang quản trị thì xem. Rồi, ok, cảm ơn Nghĩa. Mời bạn tiếp theo, mời bạn Văn Hiếu nào. Có lọc theo tất cả sản phẩm đi. Rồi, có lọc theo danh mục đi. Rồi, tìm kiếm này. Rồi, kích vào chi tiết thì xem nào. Rồi, mua hàng đi em. Rồi, hiện luôn đây à? Ok, ok, thầy biết rồi. Rồi, ok, cảm ơn Hiếu. Rồi, mời bạn tiếp theo, bạn Công Bừng. Tất cả nào, lọc theo danh mục nào. Rồi, tìm kiếm thì xem nào. Rồi, em đặt hàng đi. Rồi, ok, tốt. Được rồi, Bừng ơi. Mời bạn tiếp theo, bạn Văn Chất. Chạy đi ạ. Rồi, danh mục sản phẩm đâu? Kéo xuống đi xem nào. Rồi, lọc theo danh mục thì xem nào. Cái gì mà chạy di chuột loạn hết lên thế. Phần
gần i5 em chưa làm được rồi ạ. Ờ à, thế à, thế i6 làm được chưa? i6 làm được rồi. Từ bật ấn chi tiết sản phẩm không, đặt hàng thì xem nào. Đặt hàng đi em. Đến đây là hết à? Ừ, không có nút đặt hàng này em, đến đây là hết rồi. Cái này là đưa vào trong cơ sở dữ liệu luôn rồi. Bạn này làm sao đây? Trả lời thì trả lời, không cứ quay. Thầy xem ở trang backend chứ thầy xem làm gì, à xem trang admin chứ thầy xem làm gì ở trang này. Admin có cái đấy chưa? Em bị làm sao mà lại ấn lịch học ở đây làm gì? Đơn hàng đâu, thầy xem nào. Xem danh sách sản phẩm làm gì em? Thầy xem đơn hàng mà. Đây là giỏ hàng thôi. Giỏ hàng người ta đặt hàng thì vào trong đơn hàng. Chưa có luôn à? Nào, trả lời xem nào, bật mic lên. Em cứ di chuột loạn lên thế này. Em chưa làm phần đấy thì ạ. Ồ. Thế mới là hiện mới em mới hiển thị được chi tiết này. Khuyên xin lỗi, hiển thị được danh mục này, hiển thị được chi tiết này, và kích vào thì chui vào giỏ hàng này. Rồi, cảm ơn Bừng. Ai cảm ơn Chất, xin lỗi. Được rồi Chất ơi. Rồi mà bạn tiếp theo Việt Anh nè. Ôn tập cho tốt các em nha. Bên bạn nào làm xong ôn tập cho tốt, bây giờ chúng ta bấm cả thời gian nữa. Toàn những ông điểm cao chấm trước. Chạy đi em. Rồi danh mục sản phẩm đâu em? Rồi lọc theo danh mục như này nào. Rồi tìm kiếm từ xem cho thầy xem nào. Tìm lại cho thầy xem nào. Không tìm được hay sao đây? Ờ rồi, kích vào chi tiết thì xem nào. Rồi mua hàng đi em. Rồi đặt hàng đi em. Ở nước Vinh cửa. Vâng thầy. Ừ. Rồi thầy, cho thầy xem đơn hàng nào. Ừ, rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Đúng rồi, làm gì còn buổi sau nữa. Ông Khánh này. Buổi sau tôi chấm bài thi của ông ấy. Rồi, Quốc Nghĩa chấm chưa nhỉ? Nghĩa chấm rồi. Từ hạ tay xuống của thầy. Rồi, mời bạn tiếp theo. Nếu không ấy, thầy gọi cho danh sách này. Nếu làm rồi thì chiếu, còn chưa làm thì bảo lại với thầy chưa làm. Tại vì ở đây trong danh sách này có 10 bạn chưa nộp bài. Thực ra là 9 bạn, nhưng mà 10 bạn. Có một ông nộp, ông không kèm hand in, ông Duy. Rồi, bạn tiếp theo này. Bạn Minh Dũng. Được bao nhiêu thì chiếu lên bấy nhiêu nha. Chưa xong thì ơn. Giờ còn chưa xong. Ờ, chưa xong. Chà mi ông bà này nghỉ này. Mà lại còn không nộp bài thì không điểm thôi. Hôm nay là hôm cuối cùng rồi. Tuấn Hải tạm thời thầy để không điểm này. Tuấn Hải đâu rồi? Chưa nộp bài này.
Trường Sơn này. Trà My này. Quỳnh Chi này. Văn Minh này. Công Duy. Công Duy thì ấn Henin thì Thành Nguyễn này. Và Nguyễn Duy Việt Anh này. Rồi. Đức Mạnh đâu em? Chiếu bài lên nào. Đức Mạnh này. À, Văn Quyết này. Thành Trà này. Văn Minh này. Công Duy này. Thế em chấm nha thử nhé. Ừ. Bây giờ còn cố làm gì, được bao nhiêu được bấy nhiêu. Rồi chúng ta tập trung vào mẫu ôn đi. Các ông nặng nề làm gì cái này. Bây giờ thời gian của chúng ta còn lại, chúng ta tập trung vào bài ôn đi. Đừng có đâu cái trang chính của em đâu, danh sách sản phẩm của em đâu. Ừ, lọc theo danh mục thử xem nào. Tìm kiếm à. Rồi lọc theo danh mục nào. Rồi chi tiết sản phẩm thử xem nào. Rồi đặt hàng thì xem nào. Rồi cảm ơn Thành Trung. Ok em. Mời bạn tiếp theo, Ngọc Quỳnh nè. Rồi, chạy đi em. Ôi, cái giao diện này giống giao diện thầy Đao ấy đấy. Rồi, em danh sách sản phẩm của em đâu? Đâu? Đấy à? À, thôi từ từ em cứ bật cho thầy, thầy đã xem xong trang chủ đâu mà cứ. Em để ở đâu, danh sách sản phẩm em để ở đâu? Danh sách sản phẩm á thầy? Ừ là cái này em để đây này thầy. Đấy á?
À. Thế lọc sản phẩm cho theo à, tìm kiếm sản phẩm cho thầy xem nào. Em chưa làm cái danh mục tìm kiếm sản phẩm này. Cũng danh lọc theo danh mục cũng chưa. Chưa thầy. Thế kích vào chi tiết sản phẩm thầy xem nào. Thầy chưa làm đâu thầy. Cũng chưa. Vâng. Em chưa làm được hết. Thế đặt hàng có đặt được không? Làm sao đặt được đúng không? Vâng. Chưa mà đây. Bật giao diện trang quản trị thì sao nào? Đây là của team chứ không phải là của em làm đúng không? Vâng. Ừ. Từ đặt đây em tí. Nếu là danh sách sản phẩm thì sao nào? Rồi, cảm ơn em. Vậy em máy mà nó không hiện ảnh toàn hiện đường link như thế ạ. Ừ. Vâng. Ờ, à, ok, được rồi. Quỳnh. Rồi, mời bạn tiếp theo bạn Giàng nào. Rồi, đây à. Ừ, tìm kiếm được không em? Ừ, vào chi tiết để xem nào. Mua để xem nào. Đặt mua đi. Hay chỉ làm đến đây thôi. Ừ, đấy đặt mua đi xem nào. Toàn lỗi chính tả kìa. Rồi, ok, cảm ơn Giảng. Rồi, mời bạn tiếp theo nào. Quang Thiết xong cho em. À, xin lỗi, giờ còn xong gì nữa. Chiếu bài lên thôi. Quang Thiết này, Công Duy này, Trà này, Quyết này. Đó là những bạn có bài đầy đủ ở trên Classroom. Còn những đồng chí này, Nguyễn Duy Việt Anh này, đang tạm thời không có cái gì để thầy chấm này, công điểm này. Nếu mà có thì phải chiếu ngay lên để cải thiện cái điểm không này, không thôi thì thầy giữ nguyên này. Không nói nhiều đâu, nốt buổi ngày hôm nay thôi chúng ta. Còn bạn Trà My, bạn ấy đi tiêm rồi thì không điểm thì vẫn là giữ là không thôi. Bạn Quỳnh Chi nghỉ thì cũng thế. Em chưa làm được đến đâu thì đến đấy, đợi em làm xong nữa thì thôi, đợt sau nha. Hôm nay buổi cuối rồi. Rồi Quyết đã chiếu lên nào. Giờ các ông phải tập trung vào ôn tập chứ còn. Rồi chạy bài đi em. Danh sách sản phẩm của em đâu? Danh sách sản phẩm mà cũng phải đăng nhập á? Em chưa làm thế. Thế không bật mua được à? Thế xem mới chỉ có trang quản trị thôi em. Vâng thầy. Ô. Bạn này giai đoạn 1 làm tốt và giai đoạn 2 kém thế. Chỉ có mấy cái này thôi đúng không? Vâng. Ừ, cái này không. Đây còn cái E4. Đây là em chỉ làm được E4 thôi ấy. Ừ. Thôi không sao, cố gắng bài thi nha. Ok rồi Quyết. Nào bà ơi chạy bài đi em. Thầy em chấm lát 7. Lát 7 giờ còn chấm gì nữa ông. Giờ xong hết rồi. Giờ tôi chỉ chấm bài SM giai đoạn 2 thôi. Lát 7 em không. Em chỉ làm được i5 để cho hiện sản phẩm thôi. Đúng rồi, làm được bao nhiêu thì cứ chấm bao nhiêu, lo gì. Chúng ta có phải mục tiêu chúng ta lấy 10 đâu. Mục tiêu chúng ta là có bài là để ít nhất là điểm hơn con 0 được rồi. Tìm kiếm được không em? Tìm kiếm em đang làm trục trặc.
Có nghĩa chỉ mới hiển thị chi tiết à, danh mục sản phẩm thôi đúng không? Danh sách sản phẩm chứ, xin lỗi. Có phải đây là danh sách sản phẩm không? Vâng, đây. Chỉ mới được thế này thôi đúng không? Thôi được rồi, rồi ok. Rồi ok, cảm ơn Tiến Đạt. Thế không cho lắp 7 hả thầy? Không. Lắp 7 em bị không rồi đâu, thầy nhập điểm rồi đâu. Nhưng mà điểm của em cũng tốt mà, có bị vắng mỗi lớp 7 thôi. Còn lại cơ bản tất cả đều tốt, cố gắng ở bài thi nữa nha. Ôn tập cho tốt mà, tạch đi. Và tâm lý thì vững vào, rồi được rồi Đạt. Nguyễn Duy Việt Anh kìa, đâu, danh sách danh mục đâu, danh sách sản phẩm đây à? Từ từ sếp ơi, bật lại cho tôi xem nào. Đâu danh sách đấy gì em? Lọc, tích vào đây, rồi đúng rồi. Rồi, tìm kiếm được chưa em? Nếu chưa thì gọi chữ chưa, à chưa gì. Rồi, đặt hàng được chưa em? À, xem chi tiết đi, kích vào xem chi tiết thì xem nào. Ở đây, đặt hàng được chưa? Ờ. Rồi, ok, cảm ơn Nguyễn Duy Việt Anh. Thế mà ông không thèm đọc bài thế này. Rồi mời Quang Huy nè. Rồi danh mục này em tìm kiếm xem nào. À chưa được, chắc chưa được đúng không? Ừ ừ rồi rồi rồi. Ừ rồi, lọc theo danh mục thì xem nào. Rồi tốt, chi tiết thì xem nào. Rồi đặt mua thì xem nào. Rồi ok, cảm ơn Quang Huy. Mời Quang Chiến thôi em. Rồi chạy đi em. Em làm được mỗi này thôi thầy. À thế à? Ừ. Đây trang chủ đấy. Đây là giai đoạn 1 mà trang người dùng đâu. Em làm được Y4 mà. Ờ thế em... rồi. Ờ rồi ok, cảm ơn em. Rồi mời bạn tiếp theo nào. Còn hai sếp nữa là bạn Mạnh Minh Dũng và bạn Đức Mạnh. Em chấm nhỉ? Ừ. Tất nhiên giờ thì mình được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Đấy. Điểm giai đoạn 1 của game cũng cao mà. Lên đi. Thấy đấy rồi. Thấy đấy rồi. Đấy, danh mục của em đây. Muốn tìm kiếm với cả ấy thôi. Tìm kiếm với cả chi tiết. Lọc theo danh mục được chưa? Không được. Được à? Ờ rồi tìm kiếm đi xem nào. Đây. Ừ, chi tiết thì xem nào. Đây. Thế thôi đúng không? Này. Ừ, rồi ok, cảm ơn em. Thế là cũng ổn phết rồi đấy, cơ bản là cũng nhiều hơn một số ba.
nào, đức mạnh nào em. Cô đức mạnh hôm nay nghỉ à? Thầy ơi em. Ừ. Đức mạnh đâu rồi? Dạ ừ, bạn ấy nghỉ. Thanh trà em ơi. Nó ở trong câu lệnh SQL ấy. Cái năm row mà theo cái cách viết của em ấy, thì nó sẽ xem để ý lại cái câu lệnh SQL ấy nha. Thầy ơi, thầy cho em nghỉ sớm rồi, hồi sáng đi tiêm giờ nó bị sốt rồi. Ừ em. Em chào thầy. Ừ. Quang Thiết nữa này, Công Duy nữa này, Chí Thành có bài để cải thiện điểm không hay không, nếu không thể để nguyên này. Văn Minh cũng thế này.
Thanh tra. Ô, các đồng chí đâu hết rồi? Thầy ơi. Sao thế em? Bạn Đức Mạnh bảo nhà bạn mất điện đấy, không vào được. Nguyễn Đức Mạnh thầy biết rồi, bạn đã xin rồi mà. Ờ, nhưng bây giờ không vào được nhỉ? Ừ ừ. Ô, Thành Trà bay biến đâu mất rồi đây. Quang Thiết đâu rồi? Hoàng Văn Minh của đấy không em? Thầy ơi, không em. À, không cần đề, không có đề ôn nào khác nữa. Có duy nhất một đề các em làm tốt cái đấy thôi. Tại vì tất cả các đề nó đều theo hướng đấy cả. Ví dụ như bảng hôm thầy cho các em ôn là bảng sản phẩm, thì giả sử như là đến cái hôm thi thì bảng nó chỉ đổi cái bảng thôi à. Có nghĩa là chấp nhận con không đúng không Minh? Ừ, sao thầy để quy nguyên không nha. Điểm của em cũng khá nên không sao đâu. Ừ, thầy bảo rồi, các em cứ ôn tập tốt cái đấy đi. Nó chỉ thay đổi tên bảng thôi, còn các chức năng nó giống gần như là nó chỉ có đến thế thôi. Nó chẳng còn cái chức năng gì khác nữa đâu. Cho nên ôn tập tốt cho thầy. Đấy là toàn bộ chức năng có thể rồi đấy. Không Quỳnh ơi, chẳng vấn đề gì đâu. Thầy thấy là điểm lớp mình ấy, buổi trước thầy không nói, hôm nay chắc cũng không. Buổi điểm của mình, lớp mình thầy thấy là khá tốt đấy. Cho nên là cái điểm này nó thấp cũng không sao đâu. Đúng rồi, cố gắng làm bài thi cho tốt. Trước hết trên 5 trước, còn tốt tính sau. Ừ, các sếp này sao cứ bị ao ra này. Công Duy của đấy không em? Quang Thiết không có này. Chí Thành, Thành Nguyễn đâu rồi? Thành Nguyễn có bài không Thành? Rồi để không nha. Tôi cho các ông cơ hội mà các ông không giữ lấy thì thôi. Rồi, thầy chốt điểm nha. Không bạn nào bổ sung, không bạn nào thực hiện nữa nha. Thầy up trên AP em. Đợi thầy một lát. Thầy còn một hai bạn. Thầy xong thầy up trên AP ấy. Là các em xem được trên AP rồi mà. Thầy up luôn rồi mà. Đợi thầy lát. Khoảng độ 5 phút nữa thầy sẽ áp điểm lên cho các em. Thầy đang check lại một lần nữa cho nó kỹ.
Thầy up điểm trên hệ thống rồi đấy, các em có thể xem được rồi đấy nha. Điểm thi chiếm 30% tổng số điểm em nhé. Ví dụ như điểm của em bây giờ đang được mấy phẩy rồi? Của Phương Nam à? Nam bây giờ đang được 6,1. 6,1 mà thi giả sử em được 9 điểm chẳng hạn. 9, 3, 27. 27 cộng 6,1 là 8,8. Mà được 10 điểm thì sẽ được 9,1. Bạn nào đang là thấp nhất ở đây? Bạn nào thấp nhất thầy sẽ nói cho điểm mà cần đạt nha. Trà My 3,4 này. Trà My hôm nay tiêm nghỉ mất rồi. À đây, đây, đây. Chí Thành. Chí Thành điểm đang rất là thấp Thành nha. Thành phải thi được mấy điểm đây? Ví dụ Thành thi được 5 điểm. Chưa pass. 6 điểm. 6, 3, 18 chưa pass 7 điểm 8 điểm Thành cố gắng em nha. Em 4,1 chưa có assignment 2. 4,1 Tuấn, anh Tuấn à,
Anh Tuấn. Đâu, em 5,7 rồi. Anh Tuấn là Lưu Anh Tuấn là 5,7 rồi em. Thầy vừa áp điểm hết rồi đấy. Năm phẩy bảy thì cao rồi, 5,7 thì chỉ cần 5 là qua rồi. Nếu em thi được 5 điểm là điểm phẩy của em là được 7,2 cơ. 4,6 á. 4,6 cũng cao rồi. 4,6 thì thi chỉ cần được mấy thôi nhỉ? Quỳnh nhỉ. Quỳnh 4,6 thì thi được 5 nó cũng qua rồi. 4,3 thì cũng 5 là qua rồi. Tại vì 4,3 cộng với cả 1,5 là được 5,8 rồi. Em tự tính được mà. Cái điểm bây giờ dễ không ấy. Cái điểm mà em đang nhận được đó là 70% điểm rồi. Còn thiếu 30% nữa thôi. 30% thì các em chỉ lấy điểm thi nhân với cả 0,3. Nhân với 3. Đấy. Ví dụ điểm thi là 9 chẳng hạn. 9,3,2,7 là được 2,7 nữa. Cộng với cả 2,7 với cả cái điểm này. Là biết điểm của mình tổng kết là bao nhiêu ấy mà. Ừ, thầy thấy là một số ngành họ còn trường mình còn tăng học phí cơ, chứ đừng nói đến giảm. Ngành kinh tế thầy như là tăng 400.000. Các em có đã trả phòng ở trên Hà Nội chưa hay là vẫn để thuê đấy? Vẫn để mà hàng tháng vẫn phải nộp tiền vào đấy, người ta có giảm cho tí nào không? Mệt nhỉ. À, đang ở Hà Nội thì không nói, tháng vẫn mất 700.000 à, giảm cho 20%. Ừ, chỗ nào người ta giảm cho được đồng nào thì hay đồng đấy.
Thôi cảm ơn các em. Hôm nay chắc chúng ta nghỉ sớm. Các em ôn tập cho tốt. Chúc các em thi tốt cái hôm đấy nha. Nhớ vào đúng giờ này, chuẩn bị thẻ sinh viên này và chuẩn bị cam các thứ đầy đủ cho thầy. Biết chia sẻ màn hình các thứ, ôn tập cho tốt. Đề thi thì nó chỉ vào cái dạng thức như vậy là hết sạch rồi. Có thể đề thi hôm đấy nó sẽ là một cái bảng khác thôi. Chứ còn về cái cấu trúc nó hệt như mà thầy cho các em ôn. Rồi, cảm ơn các em nghỉ đi. Em chào thầy ạ. Ừ, chào các em. Chào thầy ạ. Ừ, chào em. Thầy đi thi được dùng tablet không thầy? Dùng gì em? Tablet à? À thôi, không cần. Ông ý là em set up trước mấy cái table trước cái này để đỡ phải thi đỡ phải tìm. Không được, không, nó chỉ là không cần cái tablet em nha. Chỉ cần giao diện cơ bản thôi. Không thôi lại thành phạm vi phạm quy chế thi thì chết.